Năm dài đi qua là biết bao sự hối hả. Cuồn quay bận rộn khiến mọi thứ trở nên bế tắc. Có những lúc mệt mỏi làm ta muốn bỏ cuộc, muốn nhấn nút tạm dừng, tắt đi sự ràng buộc của thói quen. Tết đến như một lời nhắn gửi, cho mình một phút nghỉ ngơi. Gói kém lại những âu lo, để thấy Tết mở ra. Trồng sắc hoa rực rỡ mùa xuân, trồng hương vị ấm nóng tình thân. Cảm nhận trọn vẹn hiện tại, tuôn trào nguồn cảm hứng, mở ra những hành trình đi tới tương lai. Tết này, điều gì sẽ mở ra với bạn? Đóng lại bộn bề, mở đón Tết về cùng Ca Cộng.